khó xíu ha, tại vì có tên thì nó lâu lành hơn anh, nên là nhanh. Đi được không anh? Được. Nhà em làm nhanh không sẽ được đâu. Không không phải 3 mil rồi, ok cái kim tiểu đường. Còn chưa làm chịu khó chứ nha. Này chắc lâu dữ lắm mà anh hẹn. Ừ, lâu lắm. Ngày xưa nó không bự vậy.
hiền giỏi nghe. Xong rồi nha. Chuẩn bị bovidin sát khuẩn đây nha. 25 mà nhìn như 18 á. Làm thích đi cho chị tí mỗi em tập trung dưới đây quá trời đó đúng rồi. Sao nhìn nó chỉ lặn nhẹ nhàng mà sao đau ấy nhỉ? Em suy nghĩ vậy thôi, em đi nặng mấy lần rồi. Em lại ở đây là lần thứ hai. Nhưng mà chỉ là nhân. Đau một thế. Thì dừng lại đến kia lâu lắm. Đi điện tử sắc của chị ăn.